Bây giờ là cập nhật về số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 24 giờ qua toàn tỉnh ghi nhận thêm 65 ca mắc mới COVID-19. Trong 65 ca mắc mới có 63 ca được ghi nhận trong khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa, 2 ca xác định ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca phát hiện tại phòng khám Medic thành phố Vũng Tàu, 1 ca là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ly Siêu thị xã Phú Mỹ. Đáng lưu ý là hôm nay, 7 tháng 8, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ca tái dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Châu Đức. Với hơn 800 ca mắc, huyện Long Điền đang là địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất tỉnh. Riêng huyện Xuyên Mộc đã có trên 15 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Từ ngày 28 tháng 6 đến 17 giờ chiều nay, 7 tháng 8, số lượng ca mắc COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh là 2.072 ca. Toàn tỉnh đang có 12 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 và 48 khu cách ly phòng dịch tập trung, 2.628 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung và 83 trường hợp tiếp tục hoàn thành cách ly trong hôm nay 7 tháng 8. Trên địa bàn tỉnh cũng đang có 110 địa bàn dân cư bị phong tỏa với hơn 75.000 nhân khẩu.